Ăn ơi, tao muốn không làm mà vẫn có ăn. Có cái CC, mày muốn không làm mà vẫn có ăn thì hãy like và subscribe cơ giáp kênh An Gaming ra bờ lắc đi. Nếu mày like và subscribe cơ giáp kênh An Gaming ra bờ lắc mày xem live sở chim thì mày có thể nhận được một ác có yêu du, full game Vasi, ác có mochi V2 vân vân và mây mây. Nhưng nếu mày quá lười thì mày có thể vào sắp ăn ra bắc 24h.net để mua ác siêu rẻ, ác lại còn xịn nữa. Ủa vậy hả, sao giờ mày mới nói với tao? Bây giờ tao phải đăng ký kênh An Gaming ra bờ lắc và vào sắp mua một ác đây không kéo hết. Đủ má đăng ký kênh thành công thì má bạn bộ để mình đăng nhà bạn. Ok, hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là người mình cùng lắm này. Ok, hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách tải cho được lòng hack Love Food Battleshop anh em ơi. Ok, đầu tiên em ấn vào cái link mô tả của mình, lên vượt link, sau đó lấy cho mình cái hack cho lời giúp mình anh em ơi. Đây, bật nó lên. Ok nha, và script mình sẽ giới thiệu em mô tả video cho anh em luôn. Thì cái script này thì từ đây mình sẽ lấy cho anh em cái script khác đi, tại video này mình đã hướng dẫn cho anh em cách lấy script này rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách lấy script khác nha. Thì ok, mình vẫn quyết định là lấy script này cho anh em, anh em tại vì mình thấy script này cũng tốt anh em ơi. Thì bữa sau mình sẽ lên cho anh em cái script mới nó cũng như thế này nhưng mà mạnh V2 nữa mà. Ok, sau đó anh em giúp mình mở cái lock Microsoft lên anh em ơi, xong cái hiển thị rồi sẽ hiển thị cho anh em lên đi này. Đấy, sau đấy anh em lấy cái giúp mình nha. Thì video nào mình cũng giữ anh em cái lấy kỳ chúng ta rồi đó anh em ơi, lấy kỳ thoải mái nha, rất là dễ thôi, không có gì khó gì đâu, chỉ cần giữ như thế này. Submit sẽ hướng dẫn đầu tiên, còn lại anh em sẽ tự làm nha, cứ làm tiếp tục là sẽ được ra cho em cái key tự động cho anh em nha. Còn đây này em chọn lại cái skip đây, sau đây sau đây em muốn vào smart quân sản, sau đó em chọn vào long viên cho ao cho mình, tiếp tục vào cho mình. Đó em đợi cho nó quay nào hết được cái này thì em sẽ tiếp tục nha. Thì có sẽ hiện lên cái này thì em mới biết cái bom nha anh em. Và sau đó anh em tiếp tục có lấy kỳ y chang cái bước 1 này không? Anh em submit xong rồi. Thôi thôi nhá. Ok, mình sẽ cắt khúc này coi và đợi cái khúc mình có kỳ nha anh em nhá. Thì ok, sau khi lấy kỳ nó sẽ hiện lên như này cho anh em là anh em đã lấy kỳ rồi nhá. Bây giờ anh em chỉ cần vào block food thôi anh em ạ. Vào block food cho mình. Vô đại ạc của bạn khách luôn anh em ạ. Vô đại ạc của bạn khách sao ấy, mình vô test luôn. Vừa đang đang xuất ra quá anh em ạ. Vừa lấy lại phải bài này test thắng luôn. Đây nha, tiếp nha. Đây đi. Thử coi. Em vô nha anh em nha, em vô anh em nha. Rồi, ngoài thằng này. Ok, sau khi anh em vô rồi thì anh em vô block food với mình nha anh em ơi. Ok, nó để cái này lát xong anh em ạ. Không biết cái này bao giờ nó lát xong anh em ạ. Lần trước mà nhớ hát được bình thường anh em ạ. Lần này nó hơi lát anh em ạ. Mà anh em vẫn hát được bình thường anh em ơi. Tại vì do máy mình lâu lâu nó bị lát áo anh em ạ. Cứ đợi đi anh em ạ. Mình sẽ đợi trong hồi, nếu không được thì mình sẽ ngừng tại đây anh em và cho anh em tải về và tự test anh em ơi. Thì mình hướng dẫn kia cái thứ là đã xong rồi. Ok, mình sẽ đợi nhá. Thì ok anh em ơi, nãy giờ mình tự 30 phút rồi nhưng mà mấy anh kiểu nó chống virus hay sao này mà nó không cho CTRL spec anh em ạ. Thì em có thể tải về và spec với mình nha anh em ơi. Thì tải xong về thì anh em dùng thôi, anh em đâu có cần gì nữa đâu. Thì nếu anh em hết video mình thì lại mình like, share và subscribe mình. Nhưng mình đạt 30.000 người đăng ký, anh em ơi còn 200.000 người đăng ký nữa là mình đủ bự. 30.000 người đăng ký anh em ơi. Ok, hẹn gặp lại anh em vào video lần sau nhá.